con gái cố ca sĩ Phi Nhung công khai số tiền phúng điếu. Sau khi hoàn tất tăng lễ mẹ, sáng ngày 19 tháng 10, con gái cố ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm, có buổi livestream gửi lời cảm tạ tới khán giả, người hâm mộ. Con gái Phi Nhung cho biết, hiện cho cốt ca sĩ được nương tựa ở tịnh xá Giáp An, Mỹ. Dựa trên ý thích lúc sinh thời của người quá cố cũng như tâm nguyện của gia đình, sau khi xả tang, Wendy sẽ đưa cho cốt mẹ về Việt Nam thăm mọi người trước khi giải xuống biển Hawaii tiết lộ hành trình đưa mẫu thân quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng, Wendy cũng công khai số tiền phúng điếu trong lễ tang của mẹ. Theo lời Wendy, sau thất thứ ba của mẹ, cô đã trao cho sư thầy tại tịnh xá Giác An 22.711 đô la Mỹ, khoảng hơn 500 triệu đồng. Đây là số tiền kiểm đếm trong thùng phước xương, thùng công đức để khách tới viếng tùy tâm đưa vào, đặt cạnh bàn thờ phi nhung. Tiếp lời Wendy, Chi Di Phương Trinh cho biết thêm, con gái Phi Nhung hiện đang cầm 72.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 16 tỷ đồng, bao gồm tiền gửi qua tài khoản và tiền phúng điếu trực tiếp tại đám tang cố ca sĩ. Do vẫn còn người phúng điếu nên sau 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung, Wendy sẽ tổng kết. Số tiền sẽ được chia làm đôi, một nửa đưa cho sư thầy xây trường học Việt ngữ và một nửa gửi về Việt Nam hỗ trợ nạn nhân COVID-19. Toàn bộ số tiền sẽ giúp tịnh xá Giác An xây trường học Việt ngữ và hỗ trợ nạn nhân COVID-19. 19 tại Việt Nam. Sư thầy thích giác châu trụ trì Tịnh Xá giác An chia sẻ, từ ngày đám tang, hôm nào cũng có khán giả đến thắp hương tiễn biệt Phi Nhung. Khán giả có những người ở phương xa mang khoai lang đến tận đây cúng cho Phi Nhung. Có bác 90 tuổi đến thắp hương rất xúc động, dặn do Wendy hãy làm theo những tâm nguyện của Phi Nhung để nhớ ơn mẹ. Có những người khóc nức nở và trân trọng tấm lòng Phi Nhung. Trong livestream, con gái Phi Nhung không giấu nổi xúc động, cô kể. 3 năm trước khi làm livestream cùng mẹ, do không nói giỏi tiếng Việt nên Wendy nói hầu hết tiếng Anh, Phi Nhung không đồng ý và bắt con phải nói chuyện nhắn tin bằng tiếng Việt. Cũng vì thế, Wendy cố gắng dạy hai con tiếng Việt giống ý muốn của mẹ. "À cũng biết tôi có hai đứa con, mẹ gọi điện nói chuyện mỗi ngày và la tôi vì sao hai con của tôi không nói tiếng Việt với mẹ. Mẹ bảo tôi nhớ phải dạy con tiếng Việt để nói chuyện với bà ngoại. Tôi bảo đang tìm trường để hai con học." Ngày mẹ mất, Sư thầy cũng bảo đang có ý định mở trường ở chùa, tôi nghĩ mẹ sẽ thích điều này nên nói chuyện với thầy để xây trường cho mấy đứa nhỏ học, sau khi hoàn thành chính tôi sẽ trực tiếp dạy học cho các em, Wendy nói. Về việc mở trường Việt ngữ tại Mỹ, sư thầy cho hay: Khi tôi thành lập chùa vào năm 2014, tôi ao ước một ngày không xa ở chùa sẽ có lớp Việt ngữ để các con em đến chùa được học ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam. Tôi mua được nhà kế bên và hy vọng trong tương lai xây trường. Đồng thời Sư thầy cho biết, trường Việt ngữ này sẽ mang tên Phi Nhung, trẻ em đến học hoàn toàn được miễn phí. Sẽ được đưa về Việt Nam một lần trước khi giải súng biển theo di nguyện của người quá cố. Wendy Phạm cho biết sẽ thực hiện theo tâm nguyện của mẹ. Tâm một, 2 năm nữa sẽ đưa cho cốt cố ca sĩ Phi Nhung về thăm những nơi thân quen ở Việt Nam. Sau khi tổ chức lễ tang nghiêm trang vào hôm 12 tháng 10 tại Mỹ, cho cốt cố ca sĩ Phi Nhung đang được đặt tại tỉnh xá Giác An để người hâm mộ, bạn bè có thể đến thăm viếng. Đây cũng là nơi sẽ xây dựng trường học Việt ngữ từ quỹ từ thiện của cố ca sĩ Phi Nhung và con gái Wendy Phạm. Trong buổi livestream tưởng nhớ cố ca sĩ bông điên điển, con gái ruột đã tiết lộ tâm nguyện đặc biệt của mẹ ruột. Con muốn để mẹ ở chùa khoảng một năm, con biết mẹ không thích ở một nơi và rất thích đi biển. Con cứ nhớ mẹ nói muốn giải ở biển nên tầm một, hai năm nữa, đến khi con xả tang con sẽ đưa mẹ về Việt Nam một chuyến để mọi người bên đó thăm mẹ. Sau đó, con sẽ đưa mẹ đến Hawaii làm lễ giải cho cốt và cho mẹ nằm lại ở đó, Wendy Phạm nghẹn ngào chia sẻ. Không chỉ thực hiện đúng tâm nguyện về nơi an vị, con gái cố ca sĩ Phi Nhung hứa sẽ tiếp tục hành trình làm thiện nguyện của mẹ. Đồng thời, Wendy Phạm cũng nhận trách nhiệm quan tâm, chăm sóc các em nuôi ở Việt Nam để mẹ được yên lòng ở thế giới bên kia. Ba con nuôi Phi Nhung sang Mỹ hát, Hồ Văn Cường bị loại. Theo danh sách trung tâm ca nhạc đưa ra, chỉ có ba con gái nuôi Phi Nhung được biểu diễn, không có Hồ Văn Cường. Sau khi tang lễ Phi Nhung hoàn tất tại Mỹ, sáng ngày 19 tháng 10, giờ Việt Nam, trung tâm ca nhạc nổi tiếng hải ngoại tổ chức buổi livestream trò chuyện cùng ca sĩ Chi Di Phương Trinh và Wendy Phạm, con gái ruột cố ca sĩ. Tại đây, bà chủ trung tâm ca nhạc hải ngoại, nơi Phi Nhung làm việc lúc sinh thời, đã có những chia sẻ về Phi Nhung, cũng như tiết lộ điều đặc biệt liên quan tới các con nuôi cố ca sĩ. Theo đó, Người này cho biết sắp tới đây ba con nuôi của Phi Nhung là Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang sẽ bay sang Mỹ, ghi hình ca khúc tưởng nhớ người mẹ quá cố. Phía trung tâm đang có ý tưởng làm một tiết mục để tưởng nhớ Phi Nhung trong số sắp tới. Phía trung tâm đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho ba cháu Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang qua để hát một bài hát tưởng nhớ mẹ Phi Nhung, đại diện trung tâm chia sẻ. Trong quá khứ, Hồ Văn Cường cũng từng xuất hiện ở chương trình của trung tâm ca nhạc này tuy nhiên lần này hồ văn cường không được mời biểu diễn trong tiết mục tưởng nhớ cố ca sĩ điều đó khiến khán giả không khỏi thắc mắc ngay lập tức người đại diện trung tâm giải thích rằng vì trước đó hồ văn cường đã từng biểu diễn tại sân khấu này rồi chỉ có ba con gái nuôi chưa được biểu diễn nên phía trung tâm mới đưa ra ý tưởng như vậy trên trang cá nhân tuyết nhung con nuôi phi nhung cũng gửi lời cảm ơn tới trung tâm ca nhạc đồng thời giọng ca trẻ khẳng định việc các con nuôi được đứng trên sân khấu ca nhạc hải ngoại là điều cố ca sĩ ấp ủ từ khi còn sống con cảm nhận được là mẹ ở nơi ấy và mẹ đang làm điều mẹ muốn mẹ ấp ủ từ lúc mẹ còn sống đó là muốn các con được đứng một lần trên sân khấu này nếu thủ tục xuân sẻ và con qua được con hứa với mẹ sẽ hát thật hay và tận dụng những gì mẹ dạy cho con từ trước tới giờ con xin cảm ơn cô tmt đã giúp tụi con cơ hội này và cảm ơn tất cả cô chú anh chị yêu thương mẹ Nhung của em, em và tất cả anh chị em trong gia đình. Tuyết Nhung chia sẻ. Hé lộ bức thư tay con nuôi gửi Phi Nhung có chi tiết liên quan đến Hồ Văn Cường. Đã hơn 2 tuần kể từ ngày Phi Nhung ra đi, con nuôi Tuyết Nhung không khỏi nghẹn ngào mỗi khi nhắc về mẹ. Trên trang cá nhân ngày 16 tháng 10, Tuyết Nhung chia sẻ bức thư tay lần đầu viết tặng mẹ Phi Nhung hồi còn học lớp 5. Theo đó, tuyết nhung gửi lời cảm ơn đến cố ca sĩ đã khắt khe với cô cùng những người con nuôi có thể đứng vững tự tin trên sân khấu con và bé cường bé ngân hứa sẽ ngoan cố gắng học tập vì là con của mẹ nhung không những hát hay mà còn phải học giỏi nữa đúng không mẹ yêu những dòng viết bồi hồi tuyết nhung gửi tặng mẹ nuôi dù đã nói lời vĩnh biệt người đời song cố ca sĩ phi nhung vẫn vướng vào những lùm xùm không đáng có liên quan đến hồ văn cường đứng trước sự việc này con nuôi Tuyết Nhung chia sẻ với chúng tôi. Bình thường em cũng ít nói chuyện với Cường, bạn ấy là con trai mới lớn nên đôi lúc có nhiều suy nghĩ khác nhau, không thể trách được. Về phía mẹ Nhung, bây giờ mọi người áp đảo mẹ em quá nên dù có nói gì đi nữa, họ vẫn cho là mẹ em sai. Trước đó dưới một bài viết của người thân khi bày tỏ bức xúc khi Phi Nhung bị khán giả chửi bới vì Hồ Văn Cường im lặng. Phạm Tuyết Nhung đã để lại bình luận gây chú ý. Trời cao có mắt hết gì à? Sẽ nhận hậu quả không sớm thì muộn được cho là đang ẩn ý nói đến Hồ Văn Cường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.